kính chào kính nữ. Ông bị đuổi ra khỏi chùa rồi à? Tội nghiệp không? Kính nữ gặp bần tăng có việc chi? Ông khéo giả vờ quá. Việc chi thì ông biết rồi. Kính tâm, ông biết tôi đang giữa tuổi xuân thôi. Quan trên đã dạy, bần tăng xin tuân lệnh. Tín nữ cứ giao đứa bé rồi tự tiện ra về. Mô Phật, nô đâu? Anh đem đứa bé giao cho tiểu Kính Tâm đi. Đây nè, con ông đây nè. Chào ông đạo tôi về. Đừng, đừng đi con, đừng đi con. Con đã chịu thương quán mà không than thở.
đừng nghĩ gì đến chuyện đã qua. Thầy biết con không làm điều phạm giới. Hiện tại có một ít người cần cứu rỗi. Con ơi con của người nào khác con căng. Con hãy vì tình nhân loại bao la, cứ giúp đứa trẻ thơ không cha không mẹ. Giọt sữa ba tánh là nguồn thương vô tận. Thầy tin là rồi đây nó sẽ được an lành. Mô Phật, con xin lĩnh hội lời sư phụ. Con ẵm con vào xóm để xin sữa. Thầy trở vào chùa lo việc công phu. Miền Tây Phương cực lạc minh quang, gieo từ bi tế độ nhân gian. Nước Cam Lồ rưới tan tai nạn, nay mạng thị kinh tu hành đắc đạo. Sẽ tỏa bồ đàn thành Phật Quan Âm, lai tỉnh bơ Quan Âm thị kinh. Ta là Đức Thiện Tôn muôn rước hồn người, mau sửa soạn theo ta về Thiên Trúc. Dạ, giọng thân khân bái Đức Phật Thiên Tôn, từ bi tế độ hồn con. Quá bỉ ngạn thoát dòng chưa? Dạ, thiện sĩ
cũng đừng nói gì, hãy đi theo lời cha. Dạ, cha đọc đi cha. Hiền sĩ ơi, giây phút này đây là phút cuối cùng. Phần lao nhọc để nuôi con mười mấy